Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Và trên tay mình là một chai nước hoa. Mình thấy rằng khoảng thời gian cuối năm ngoái nó khá là được nhiều người nhắc đến. Đó là Atta Musk Cashmere, một mùi hương xạ đó. Thì trong cái video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ đến với các anh em những cái cảm nhận của mình, những cái đánh giá của mình về chai nước hoa này. Liệu rằng nó có phải là một mùi xạ ngon lành, và thậm chí là mình thấy có một số video còn so sánh nó với Le Labo Another 13 đó. Thì mình sẽ chia sẻ cái quan điểm của mình, những cái nhìn nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn anh em mình ngồi nhẩn nha, thư giãn thôi, cuối tuần. Và let's go. Ok anh em, đầu tiên thì mình muốn nói về một chút về mùi hương của chai nước hoa này. Thì rõ ràng là cái tên chai nước hoa này nó đã nói lên mùi hương của nó là như thế nào. Musk, xạ đó. Thì để nói về một chút về xạ thì chúng ta đều đã biết hiện nay 100% xạ sử dụng chai nước hoa là nguyên liệu nhân tạo, bởi vì nó đã bị cấm sử dụng rồi. Nó đã không được phép là sử dụng loại nguyên liệu tự nhiên nữa, mà đều là nguyên liệu nhân tạo đó. Thì với cái hiểu biết của mình về cái nốt mùi hương này thì nó chia làm hai nhánh. Một loại nó sẽ đi theo một cái hướng, đó là animalic, một mùi hương xạ theo cái mùi hơi hướng của mùi của gọi là dịch theo đúng nghĩa đen của nó, là dạng kiểu một mùi hương hơi động vật, kiểu mùi như thế. Mùi là rất là nặng đòn, mạnh bạo và khá là dữ dội đó, theo hướng animalic. Thì không, với cái nhánh này thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được, không phải ai cũng có thể đủ một cái gọi là sự kiên trì để có thể nhẩn nha tận hưởng, nhẩn nha thẩm, để cuối cùng mới thấy cái hay của cái nhánh animalic này. Và một cái chai tiêu biểu với mình khi mà mình ngửi mình khá là sốc, đó là Sacultan Khan, một mùi hương có thể gọi rằng là quá tầm đối với mình. Có lẽ là bởi vì mình vốn dĩ là một người yêu thích những cái gu mùi nó nhẹ nhàng, nó vừa đủ. Thì cái nhánh animalic của này, xạ, thì đối với mình nó quá sức đối với mình. Và cái nhánh thứ hai, đó là white musk, xạ trắng. Thì xạ trắng ở đây nó sẽ mềm mại hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ chuộng mũi hơn. Đó, nó đã bỏ gần như hết những cái hoang dại, những cái dữ dằn của hướng animalic. Mà ở đây cái xạ trắng nó, chúng ta khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy một cái vị tông phấn nhẹ nhàng, rất là nịnh mũi đó. Một cái gì đấy nó nói chung là nó powdery, một chút gì bột bột đó, và nói chung là nó rất là dễ ngửi. Thì cái nhánh này thì có vẻ mình thấy rằng nó được chuộng hơn, và cái chai Musk Cashmere này là theo cái nhánh đấy. Thì khi mà mình xịt cái chai nước hoa này, rõ ràng ngay để nói qua một chút, thì theo như mình được biết là chai nước hoa này đã qua một lần reform, bởi vì theo như mình cũng thấy trên các cái thông tin trên TikTok có nói rằng là 2 năm trước thì mùi hương cũ của nó đậm hơn, dày mùi hơn. Còn chai này của mình thì còn là phiên bản 2024, thì cho nên là thấy rằng là cũng đã bảo bị reform. Thì khi mà mình ngửi chai nước hoa này, mình cảm thấy rất là rõ, chắc chắn rồi, cái vị xạ và một chút cái cay nồng nhẹ để lan lên đó. Và xuyên suốt từ đầu cho tới cuối gần như là một cái mùi hương tuyến tính một mùi, mình không thấy nó thay đổi quá nhiều. Chỉ có khác một chút khi tầm khoảng sau đó khoảng một tiếng thì mình cảm thấy nó có một cái vị thơm, kiểu giống như kiểu hơi cái kiểu phấn ấy đó. Nó giống như cái cảm giống như khi mà chúng ta có lấy một cái phấn của chị em mình đánh lên thì mình, chúng ta có thể là anh em hình dung giống như kiểu những cái viên mút để đánh phấn cho các chị em. Khi mà nếu mà chúng ta đánh lên da này, lúc đầu nó có vẻ nó rất là đậm đặc cái mùi phấn đấy, nhưng càng về sau nó sẽ nhẹ hơn. Nó sẽ nhẹ hơn và cảm giác nó hơi thơm. Thì với chai này cũng thế, khi mà mình xịt thì mình thấy một cái tông mùi xạ rất là rõ ràng và một chút cay nồng nó làm nền. Và sau khoảng một tiếng thì mình cảm giác rằng cái độ
cái độ powdery đấy, cái độ bột đấy nó loãng ra và nó thơm nhẹ nhẹ lên trên da. Nhưng về cơ bản thì tông mùi nó vẫn là như thế. Thì đấy là cái những cái mình cảm nhận được về mùi hương của chai nước hoa này. Một chai nước hoa tuyến tính một mùi và không có quá nhiều sự biến đổi về mùi hương, một cái tông mùi xạ và một chút cay nồng đó, một chút bột phấn, một chút hơi creamy, rõ như kiểu mùi hơi ngậy ngậy thơm sữa và cái spicy cay nồng đó. Thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của sản phẩm của nhà Atta này. Ok, thì đầu tiên thì chúng ta hãy nói qua một chút về những cái đánh giá ưu điểm của mình về chai nước hoa này đi. Cái ưu điểm đầu tiên mình thấy ở chai nước hoa này đó là nó rất là dễ sử dụng đó. Gần như đây là một dạng mà bất kỳ khi nào mà chúng ta cảm thấy phân vân, chúng ta không biết nên sử dụng mùi gì ngày hôm nay, chúng ta không biết là nên sử dụng như thế nào để cho hợp với hoàn cảnh, thì chai nước hoa này nó sẽ là một dạng kiểu cứ lấy ra mà xịt. Bởi vì đây là một cái tông mùi nó rất là, có thể gọi rằng nó khá là đơn giản, nó không quá là phức tạp và cũng khá là dễ ngửi đó. Thì chúng ta có thể lấy ra và xịt mà sẽ không cần phải lăn tăn quá nhiều cái việc mà mọi người sẽ ngửi như thế nào, mọi người sẽ đánh giá làm sao. Đây không phải là một chai nước hoa mà mình cho rằng là như thế, thì nó cũng, mình nghĩ rằng đấy cũng là một cái những cái ưu điểm của nó. Khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta sẽ không phải lăn tăn quá nhiều, cứ lấy mà bèm mà thôi, không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Thì ưu điểm đầu tiên của chai nước hoa này, cá nhân mình đánh giá nó là như thế đó. Thứ hai của chai nước hoa này đó là nó có một cái sự cân bằng của một chai nước hoa unisex. Bởi vì cá nhân mình thấy rằng mặc dù trên thị trường có rất là nhiều những chai nước hoa tiếng là unisex, thế nhưng mà nó bị, có nghĩa là để đạt một cái sự cân bằng cho cả nam và nữ dễ sử dụng ấy, cũng không phải là quá nhiều đó. Thường thì nó sẽ bị thiên về một chút cái này, thiên về hoặc là hẳn là nữ hoặc là lại bị quá là cho nam, kiểu như thế. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là unisex, thế nhưng mà thực sự là để hẳn cho một cái phái nào đấy sử dụng thì cũng mình cảm thấy cũng hơi là khó. Nhưng với chai nước hoa này thì mình thấy rằng nó khá là cân bằng, nó không bị lệch hẳn về bên nào cả. Nam dùng thoải mái luôn. Nếu như anh em nào thích cái kiểu một dạng cái tông mùi của office, một cái mùi nó rất là sạch sẽ, dễ sử dụng, kiểu như chúng ta mặc kiểu áo sơ mi trắng ấy, chúng ta xịt 1-2-3 shot để tạo ra một cái cảm giác mọi người ngửi nó nhẹ nhàng, nó vừa sạch sẽ, nó cũng rất là sang, cũng ok. Còn nữ mà các chị em nào mà chúng ta muốn xây dựng một hình ảnh mà nhẹ nhàng đó, nhẹ nhàng này, thanh lịch đó, và cái kiểu mùi hơi phân phấn rất là cuốn, thì musk cashmere này cũng rất là ok. Thì cá nhân mình đánh giá rằng nó có một cái sự cân bằng vừa đủ cho cả nam và cả nữ đó. Thì đấy là cái ưu điểm thứ hai của chai nước hoa này đó. Ok, đấy là hai cái ưu điểm mình thấy ở chai nước hoa này đó. Còn cái nhược điểm chai nước hoa này mình thấy lớn nhất đó là cái tuyến tính một mùi. Đây sẽ là một cái rào cản khá là lớn nếu như chúng ta quyết định sử dụng mua chai full. Bởi vì với một cái chai nước hoa mà cái sự biến đổi về mùi hương nó không có quá nhiều sự gọi là lắt léo, không quá nhiều mang nhiều đến những cái cảm xúc khi mà ngửi, thì cũng giống như chúng ta hay có câu cái gì dễ thì sẽ nhanh chán, thì chai nước hoa này mình nghĩ rằng cũng sẽ khả năng rất là cao là bị tình trạng như thế. Bởi vì với một cái chai nước hoa mà ngửi từ đầu tới cuối nó không có quá nhiều những cái gì đấy để mà hòa lên ấy, thì mình các bạn nên tin rằng là chúng ta sẽ cảm thấy là xịt kiểu một thời gian ấy, chúng ta sẽ cảm thấy là nó hơi đơn điệu đó, nếu mà chúng ta sử dụng liên tục. Còn nếu như mà thỉnh thoảng dùng, ví dụ tuần 1-2 buổi lôi ra xịt hoặc là kiểu như nào ấy, có nghĩa là cái cường độ sử dụng không liên tục thì chúng ta sẽ vẫn thấy nó ok. Nhưng nếu mà dùng liên tục kiểu 1-2 tháng mà vã liên tục thì chắc chắn chai nước hoa này sẽ bị cảm giác là nhanh chán. Mình nghĩ là như thế với cái kinh nghiệm của mình. Thì đấy cũng là một cái để mình chia sẻ thôi, chứ cũng không phải là chắc chắn. Thì đấy thì cũng mọi người nếu mà anh đi mua chai full thì cũng nên tham khảo. Và cái thứ hai
rất là khó để so sánh chai này với Another 13. Vì ở Another 13 nó là một cái gì đấy, nó mang theo cái tính cá nhân. Với mình thì đây không phải là một chai nước hoa có thể so sánh được với A13. Bởi vì A13 đối với mình nó là một cái giống, anh em hình dung này này. Ở cái chai nước hoa này, khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm thấy cái vị musk, cái vị powdery, cái vị bột của nó khá là đậm. Nó giống như kiểu khi mà chúng ta, ví dụ đây là cái bột trên tay mình úp luôn cả vào mặt. Đó, kiểu như thế, phụt phát. Nó rất là thẳng thắn. Còn với A13 thì nó là một cái câu chuyện khác. A13 cũng là cái chất powdery đấy, mình tạm gọi là powdery nhá. Nhưng mà A13 nó sẽ như này, nó rất là đó. Nó kiểu như thế. Thì khi mà chúng ta ngửi, chúng ta sẽ cảm giác nó kiểu như thế, mê mẩn. Còn với Musk Cashmere thì nó cũng ok, thế nhưng mà nó giống như mình cảm giác nó chỉ có một chiều này. Đó. Nó không có cái sự kiểu như thế. Thì đây chỉ là một cái đánh giá cá nhân thôi, chứ nó không phải là một cái tôi khuyên anh em là phải như thế nào hoặc là phải như thế kia. Đó chỉ là có một người đã từng ngửi bản A13 cũ và hoặc thậm chí là cả mới đi, và cả mùi hương của Musk Cashmere, thì mình cho rằng không nên so sánh hai chai nước hoa này với nhau. Bởi vì thực tế thì cái nó khó để có thể gọi là so sánh. Quan điểm của tôi là như thế. Ok, tổng quan lại thì dù sao đây vẫn là một chai nước hoa rất là hay, rất là hay. Sử dụng trong kiểu trời mùa hè thì chắc chắn là rất là khó dùng. Nếu mà sử dụng thì phải sử dụng trong môi trường điều hòa. Còn lại thì gần như ví dụ trời mát mẻ, thu đông hoặc là mùa xuân, và chúng ta muốn dùng kiểu dạng kiểu hàng ngày hoặc là đi chơi của tôi, rất là ngon luôn, rất là ngon. Nhưng đó chỉ có một vấn đề là nếu chúng ta sử dụng liên tục thì mình nghĩ rằng cái tỷ lệ nhanh chán mùi hương này sẽ rất là cao. Bởi vì như mình đã nói, cái tuyến tính mùi hương nó không thay đổi nhiều, nó sẽ rất là nhanh chán, dễ nguy cơ, phải nói lại là như thế. Ok, còn lại thì đây cũng là một chai nước hoa khá là hay, rất dễ, cũng đáng để mua đó. Thì vừa xong tôi vừa chia sẻ đến với các anh em những cảm nhận của mình về Musk Cashmere Acha. Ok, rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.